Ok, xin chào, mình là Naco. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái link khay. Cái link khay nó sẽ có dạng như này. Đậu xanh. Cái đó không phải nha, cái này mới phải nè. Đó. Đó. Thì nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình không rét video cái webcam để nó nằm ở đây mà rét cái điện thoại cho cực. Thì cái webcam của mình nó đã bị hư cái phần thu âm thanh, cho nên là cái âm thanh nó thu vào nghe nó rất là kinh khủng, kinh dị, kinh điển. Cho nên là mình quyết định để nó an nghỉ ở đây, mình chắc phải mua con mới. À, thì bước 1 chúng ta sẽ tiếp Titanic lên, đó tương đối là đơn giản, và tiếp Titanic xuống, này gọi là double track, đó lên rồi xuống và bass bass lên đây. Đó, phần đầu đơn giản thôi, chung là cái link cây này nó cũng khá là đơn giản, bass lên đây, sau đó back qua cái ngón cái, back này gọi là back gì mình quên mẹ tên rồi, back gì, back A D, C, D, E gì đó mình quên mẹ tên rồi. Các bạn tự lên mạng tìm hoặc là bạn copy theo cái tay của mình cũng được. Back qua đây và tiếp đi Sonic xuống một lần nữa. Đó, và up cái bàn tay của bạn xuống và tiếp đi Sonic lên. Vậy là đã xong cái link hay. Làm lại nó sẽ như này. Tiếp đi Sonic lên, xuống, back lên, back qua. Lên xuống, back qua. Và xuống và lên đây. Đó, làm nhanh nó sẽ như này. Đó. Đó, bạn thấy hay có thể like video, share với bạn bè. Cảm ơn đã xem video của mình. Đi cơm nha, bye bye, bye bye, bye bye.